Đây tôi cho mọi người coi cái lỗ tai của tôi. Nhìn nè. Đây, nhìn đây. Đây là cái lỗ tai của tôi khi mà tôi đi khám mấy ông nhìn nè. Nếu mà một cái lỗ tai bình thường á thì nó sẽ không có gì hết. Nhưng mà cái màng nhĩ của tôi mấy ông thấy không? Nó bị lủng. Cái màng nhĩ của tôi nè, nó bị lủng nè. Và nó có máu cục tích tụ ở đây nè. Đó, cái này là mới khám ngày hôm nay. Còn cái ngày mà tôi vừa mới bị á là ngày 18. Mấy ông nhìn nè. Đó, ngày nào đó đó. Nó bị rách đó. Nó bị rách mà máu nó tụ lại bên đó, bên tay trái này nè. Chứ không có nghe được. Không có lúc mà vừa mới bị xong á. Đây, để tôi cho mấy ông coi, nhìn nè. Đây chính là ông má, đây chính là hung thủ. Hung thủ đã gây ra cái chết thương đó cho tôi chính là đây đây. Đây, tịch thu hung khí. Thì ngày hôm đó bây giờ tôi bị điếc bên trái rồi, cho nên là tôi không có dám xe bên trái nữa, tôi sợ nó bị nhiễm trùng, cho nên là còn bên phải còn xài được á, để tôi thuật lại cho mọi người nghe. Thì sau một ngày livestream khá là mệt mỏi và khá là cực nhọc thì em Hiếu Leblanc của mọi người có nằm xuống để nghỉ ngơi. Thì tôi nằm xuống nghỉ ngơi thì tôi nằm ở bên cái giường của tôi. Thì tôi thấy khá là khó ngủ, khoảng tầm 1 giờ mấy, gần 2 giờ sáng rồi mà tôi vẫn chưa ngủ được. Nên là tôi quyết định là tôi xe lỗ tai mà. Đó, tôi xe lỗ tai như này là vẫn hết sức là bình thường thôi. Tại vì bình thường tôi rất là... Mà phê quá, nó đúng thiệt, phê thiệt. Đúng là không có cái cảm giác gì mà có thể mà khiến thiệt là không có cảm giác gì mà nó đã bằng cái cảm giác mà xe lỗ tai luôn á má. Phê thiệt luôn á, đỡ không nổi luôn á. Phê, phê lắm, cái cũng phê vậy nè, cái cũng liêm diêm vậy nè. Xong cái mình vừa xe lỗ tai vậy đúng không? Đó, xong cái là vừa bấm điện thoại, vừa lướt TikTok, đâu nè. Đó, cái tôi để nó vậy luôn nè. Tôi để vậy luôn má. Tôi để vậy luôn nè. Mà mấy ông phải biết là tôi nằm thấp, nằm xuống nha, chứ không phải là nằm như này nha. Cái tôi bấm điện thoại vậy nè. Đó, tôi vừa bấm điện thoại, tôi vừa xe lỗ tai đồ, cái tôi để vậy đó. Cái điện thoại nó gớt xuống. Cái điện thoại nó gớt, mình bị trượt tay á, nó gớt xuống cái Hiếu nghiêng qua. Hiếu nghiêng qua cực kỳ nhanh luôn để tôi chụp cái điện thoại á. Nó đẩy từ dưới đây nè. Nó đẩy từ dưới đây, nó đẩy một cái lên, đái quần luôn. Đái quần luôn má, ghiển ra luôn. Thề từ hồi trước giờ tôi chưa bao giờ tôi trải qua một cái cảm giác nào mà nó đau tới như vậy luôn. Nó đau cực kỳ luôn. Xong cái là mình bắt đầu là mình thấy là nó không nghe được gì nữa hết rồi. Giống như là trời giáng vậy đó. Nghe nó ù, nó è, nó ù một cái. Nghe là nó ù một cái luôn rồi má. Để là nó ù một cái xong là tôi biết là chắc chắn là nó chảy máu rồi. Tại vì tôi có linh cảm nó có cái gì đó nó động động ở trong giống như nước vậy đó. Xong cái là nghiêng ra thì thấy máu nó chảy ra tới cái lỗ tai. Thì mới kêu anh tôi là soi giùm, nói là soi giùm em coi là nó có bị gì không. Lúc đó khuya lắm rồi, lúc đó khoảng tầm 2 giờ mấy sáng. 2 giờ mấy sáng nên là đâu có đi khám bác sĩ được đâu. Phải ráng chịu đựng tối gì đó. Xong cái đau quá, cái nằm hồi cái ngủ luôn. Cũng hên má, cũng hên là ngủ được. Chứ không ngủ được cũng đau dữ lắm, chịu gì nổi. Rồi, thôi thì cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không có làm những cái buổi mukbang, đồ này nọ các kiểu á. Thì trên kênh livestream này thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mấy bạn đó chính là món ăn KFC. Thì như hồi nãy vừa mới nói thì KFC nó cũng không có gì gọi là cái gây gớm hết. Nó cũng không có gì gọi là mình mua không nổi, đúng không? Nên là mình ăn được. Thì KFC ngày hôm nay á, đang có một cái chương trình gì đó tôi không có biết. Cái này là không có nhận booking booker gì nha, mọi người đừng có suy nghĩ vậy chết tôi á. Đây là cái món cái này nè, cái gà này, gà mới nè. Gà đây đây, 3 gà sốt cua. Mấy ông thấy gà sốt cua không? Cái nằm ở giữa nè. Đó, gà sốt cua. Đâu biết đâu, thì thấy nó có mới vậy đó, mình mua về mình ăn thử với lại phô mai chiên để coi thử coi là nó sang như nào ha. Đây nha mọi người, gà sốt cua của mọi người đây nha. Đây, ta. Rồi để ăn thử nha. Gà sốt cua là ăn bò. Rồi, giờ chúng ta sẽ chấm với tương ớt nha. Má ngon, thiệt ngon thề. Cái này ngon á. Ngon nha má, ngon cực kỳ luôn á. Tôi đã ăn rất nhiều các KFC cũng như là mấy cái món gà sốt rồi á. Cái này là tẩm là có cái vị ngọt nè, mà nó có cái vị chua nữa, giống như là mấy ông đang ăn canh chua luôn á, mà nó còn có cái vị cay của ớt. Nó có mùi cua nha. Ngon á. Ngon cái má. Nó bùi bùi. Được á. Giờ để tôi ăn không mà tôi không có chấm với lại tương ớt nha. Mấy ông nhìn nè, số nó dính lên tay. Ủa, mấy ông nhìn nè, mấy ông nhìn nè, mấy ông nhìn cái này nè, nhìn này nha. Đó, mấy ông nhìn sốt nè. Trời ơi, sốt mà nó ra tới vậy luôn á. Rồi nè, mấy cái phần mà gia vị nó tẩm lên á. Trời ơi, má ơi giỡn mặt, dám giỡn mặt chứ. Nó mềm nha, nó mềm cả luôn cái phần lớp da ở bên ngoài á. Cái này mà nếu mà mấy bạn nào, mấy bạn mà thích ăn mấy cái lớp da cứng cứng rồi á thì cái này khó nha, cái này không biết có đáp ứng được không. Nó thấy mềm á. Mà ngon nha. Thề. Mấy bạn đặt ngay cái gà sốt cua cho buổi tối ngày hôm nay tại KFC nha, hoặc là đi ra ngoài đó để ăn luôn. Hôm qua mới gặp Cường Bể Núi ha anh. Hôm qua Hiếu có qua anh. Hôm qua trận cuối lắm đó anh Cường, Cường cầm Audina á. Trận đó tôi đánh bị trò kè. Anh Cường đã nát quá. Nát bên nào vậy anh? Bị điếc nhưng mà chơi game á, vẫn chơi, không có đeo tai nghe được. Toàn chơi không có nghe tiếng gì đâu không à. Trời ơi, sao người ta bán cho tôi cái háng vậy? Cái mấy lần á, mỗi lần tôi nói là hả, ủa em ơi, em bán cho anh ví dụ 3 miếng đi thì bán cho mình một cái háng thôi còn chấp nhận được, 3 miếng mà bán cho mình cả 2 cái háng luôn sao được. Ở đó tôi có đi làm nên tôi biết mà. Hỏi ra nói đâu cái này là cái gà trái tim đúng không anh, tim bộ nội tao, cái này cái háng nè má, cái háng của gà. Hôm nay ăn thì cũng được, không tới nỗi nào, nhưng mà nó hơi ngán rồi. Mấy ông nhìn nào, nhìn nào, nhìn một miếng gà. Sốt nè, sốt mà nó dày đặc, nó dày cui, dày cuội tới mức dày luôn nè, nhìn đi, mấy ông nhìn đi. Nó dày cuội tới mức như này luôn. Thơm ngon trên từng ngón tay. Mới làm mắm, đẹp không? Mới làm bộ mắm màu xám. Tao không có làm neon hả? Mấy bữa làm nhiều màu quá người ta chê má. Trời ơi là trời, đây để tôi bóc ra tôi ăn thử nha. Đây, xem nè. Đây. Trời, chấm với lại tương ớt nữa. Rồi, múc. Ba miếng như vậy mà bán có 100 mấy chục ngàn á, 110 mấy ngàn. Ngon. Như vậy chi miếng có 30 chứ má. Miếng 30-40 ngàn ăn được á. Không có tháo nón ra được nha em. Mukbang á, mukbang là chủ yếu là mình cần phải có cái gương mặt. Chứ mình mukbang á là mình để cái gương mặt dày mình lên mukbang. Ai rồi. Nhà có thằng con để tóc dài á, nhà có thằng con tóc coi như cái ổ quà đó, có gì ha, khách tới chơi vui lòng đừng hỏi sao không cắt nha, bực lên đấm gia chủ cãi không kịp. Tự nhiên đang ăn gà gán rồi xong cái tôi nhớ tới cái câu chuyện cho đi ăn mì cay. Mặc dù nó không có liên quan nhưng mà nó cũng là ăn đi. Hôm đó tôi đi ăn mì cay với lại thằng bạn tôi, thằng Kiệt á, đúng rồi, bữa đó đi ăn với lại thằng Kiệt, xong cái là hai anh em ngồi ăn vậy đó nha má. Cái quán mì cay đó là nói chung là ăn rất là nhiều lần rồi, quen hết trơn rồi, là vô là biết ngồi ở đâu luôn. Tôi nhìn đằng trước, nhìn đằng sau, tôi nhìn xung quanh nó không có ai hết trơn á má. Tôi đâu có để ý đâu, tôi nhìn không có nhìn đằng sau, mình chỉ nhìn đằng trước với nhìn hai bên mình thôi, đâu có ai. Mà mình đang rất là mắc địch, tôi đang mắc địch dữ lắm luôn á má. Xong cái là thằng Kiệt thì nó ngồi phía trước nè, nó ngồi cái bàn ở bên, nó ngồi cái ghế ở trước, thì còn tôi thì ngồi ở đây, nên là tôi nhón người lên tôi địch vậy thôi, mà địch lớn nha, địch nghe cái tút. Nhưng mà hên là thằng Kiệt nó không có nghe, bạn tôi nó không có nghe. Xong cái hả, tôi quay lại sau lưng mới nguyên gia đình luôn. Mà cũng hên là cái gia đình đó, ba với mẹ của nó cũng ngồi xa nên là không có nghe. Chỉ có hai thằng con trai thôi, chỉ có hai đứa nhỏ nó nghe thôi, hai đứa nhỏ nó nghe. Nhưng mà nó không có biết là tôi địch má. Cái nó đang đợi, nó đang đợi nha, để tôi kể lại cho, để tôi diễn lại cái gia đình đó cho. Yeah, Zeta. Hôm nay á là hai anh em tụi mình được ba mẹ dẫn đi ăn mì cay lần đầu tiên nha. Xin chào tất cả các bạn, chào cô chú. Yeah. Rồi mình đang rất là nôn nóng, mình đang rất là chờ đợi để ha mình lên mình hửi được cái mùi của cái mì cay á, coi như thế nào. Mình nghe mọi người nói là mùi mì cay rất là nồng và rất là ngon. Bên mì cay ra cái con bé nó hửi được nha, nó hửi được kìa. Mày không ăn đâu, không ăn đâu. Mày ăn liền cho tao. Mày đòi đi ăn cho bằng được. Mày không ăn tao quýnh mày chết. Mùi mì cay nồng quá vậy. Thằng nhóc nó kêu kìa. Không, thằng nhóc nó không có nói gì nha má. Nhưng mà thằng nhóc nó nói mùi mì cay sao lạ quá vậy ba. Đón xem. Hồi trước tôi ra vẽ, không phải gọi là ra vẽ nữa, mà kiểu như là mình thấy con nít á, thì cho nên là mình giúp đỡ, mình hỗ trợ rồi mình hỗ ơn đồ này cho đó thôi. Cái hôm đó tôi đi ăn ở Ion Mall Tân Phú, thì Ion Mall Tân Phú nó có một cái cửa gọi là cái cửa kính, cái cửa kính đó nè, cái cửa kính đó là mình đỡ, mình giữ lại được để cho bé nó vô trong cái quầy ăn uống đồ này nọ đó. Thì tôi đi đằng trước, thằng bé đi đằng sau, thì tôi đỡ nè, tôi giữ cái cửa kính lại cho thằng bé nó vô á. Cửa nặng mà quá, giữ không nổi luôn hả. Giữ lại đỡ lại được xíu cái nặng, cái kéo ra cái bé nó nhìn tôi nha, bé nhìn tôi kiểu bé nó chê nha má, bé nó chê nha, ốm quá mẹ, kiểu ốm yếu á, không có sức khỏe, nhiều khi nó cũng buồn. Này là gì vậy? Chúng ta có một cái hộp phô mai, nhớ rồi, cái này là phô mai viên. Đây, cái mà chúng ta đang chuẩn bị review đó chính là phô mai viên 4 viên 36.000. Rồi để Hiếu review 4 viên phô mai viên này nha. Nên là do tôi không có thích cái mùi phô mai đâu, tôi thấy nghe nó rất là nồng. Chúng ta ăn thử nha. Ngon nghe má, ngon á. Đánh giá này KFC bán mấy cái mới bới này ngon nè. Đây là bên trong của cái viên phô mai nha. Bên trong khá là nhiều phô mai nha mọi người, như mọi người thấy nè. Đó mọi người thấy không? Thấy không? Hả? Anh bò có kêu em gì không vậy? Không có hả? Nói bên này nè, nói bên này nè. Bên này á, không có nghe. Đây điếc rồi. Cái này ngon nha, cái này ngon. Giờ mình đưa 36.000 4 viên, vậy là một viên 9.000. Chúng ta còn 3 viên nữa để cho bé heo ăn. Cho bé heo thôi. Rồi. Rồi vậy là chúng ta múc bang xong rồi nha mọi người ơi. Rồi chúng ta cút thôi, chúng ta ốp thôi. Lâu quá không có ngồi lên nói chuyện với mọi người, mình múc bang mình ăn xong như đó thôi mình về với đất bẹ em nha mọi người, mình đi đây nha mọi người.